Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn một số cái linh tinh về thi chuẩn đầu ra tin học. Về tin học thì thi vào một trong ba nội dung. Ba đến bốn hình chiếu trên két, cái này được 50 điểm. Đầu tiên thì mình sẽ nói về 30 câu trắc nghiệm. 30 câu trắc nghiệm ở đây thì mình có bộ đề tin đầu ra, ở đây có 300 câu hỏi về kiến trúc máy tính. Thì thông thì 30 câu trắc nghiệm này nó sẽ hỏi tất cả tất tập về máy tính, từ hỏi CPU viết tắt là tiếng Anh là gì, rồi các cái chức năng cơ bản gì đây, câu hỏi ôn tập hết ở trong này. Ngoài ra có một số câu ví dụ như là đổi đổi từ 8 bit ra gì đấy, đổi từ cái hệ cơ số 2 sang hệ cơ số 8, 10 hoặc 16, thì mình nghe hướng dẫn đoạn sử dụng vào đây sử dụng máy tính của Windows, mình vào Windows này, program này, accessory và chọn calculator. Ở đây thì mình vào view này chọn programmer, thì trong chỗ này nó sẽ có bốn hệ cơ số. Hệ cơ số 2 này, mình chiếu nhập từ 0 thôi, 0, 1. Đây hệ cơ số 8 này, chỉ nhập từ 0 đến 7. Hệ cơ số 10 nhập từ 0 đến 9. Đây hệ cơ số 16 nhập từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 đến A, B, C, D, E, F. Bây giờ ví dụ đổi từ hệ cơ số 2 hệ cơ số 16 ấy, thì ví dụ như thế này. Đây, số 1001 đổi sang hệ cơ số 16 sẽ ra được số 89, hệ cơ số 10 là 137 và hệ cơ số 8 là 211. Ví dụ như đổi từ hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 10, ví dụ như số 67, thì đổi sang hệ số 10 sẽ ra số 55 này, hoặc đổi sang hệ cơ số 2 là 100111 hoặc hệ cơ số 16 là 37. Ở trong phòng thi thì mình có thể bật máy tính lên mà dùng, người ta không cấm đâu. Ngoài cái căn cơ to này hỏi rất nhiều cái máy tính khác, thì các bạn sẽ tự ôn trong cái bộ 300 câu hỏi trắc nghiệm này. Cái này để cố gắng ngôn thôi, không thể khác được. Tiếp theo là mình sẽ dẫn về Word. Word ở đây thì mình có một vài bộ đề về Word đây, bật thử một đề lên. Các cái về Word như thế này thì các cái bài Word này thường là bài Word đời cũ rồi, làm trên Word 2003, cho nên là nhiều nhiều cái ví dụ như là làm tạo Word art hay là các cái hình clip art hay là phông chữ, thông thường là nó làm trên Word 2003 thì người ta sự chọn người ta thường phông chữ là chấm dòng chấm vn time, phông chữ ABC dòng chấm vn time, thế là mình nhiều lúc mình tìm theo đề phông chữ theo đề không có đấy. Còn các cái hình clip art lên trên Win trên Office 2010 thì cái clip art thì thường là nó bị xóa rồi, ở đây của mình clip art thì không có, cho nên là mình có chèn hình ở ngoài vào. Bây giờ mình sẽ làm thử một ít. Trong máy không có Word nào không nhỉ? Word nào?
này các bạn biết rồi này, ở đây được công chữ này, đây mình để chọn các công, mình cái bản này thì là đang gõ trên phông Unicode, cho nên là mình đổi sang phông ABC, ví dụ phông .vn Arabia hay VN Arabian thì sẽ toàn bị lỗi phông thôi. Thì anh yêu em vì bây giờ bị lỗi phông rồi. Bây giờ mình muốn đổi được sang phông phông VN Time ấy, thì mình làm này, copy này, vào Unikey này, Unikey bấm chuột phải vào Unikey này, chọn công cụ này. Ở đây thì mình có cái phần chuyển đổi mạng mã, nguồn của mình là Unicode này, đích đến là phông TCVN3 này, tức là ABC dòng .vn time đấy, và mình bấm chuyển mạng, toàn bộ chuyển sẽ được có vào clip qua rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ cartoon beta. Chắc phần này lỗi rồi. Nhưng mà về các bạn mọi người làm được như thế đối với cái Unikey của mình. Bây giờ thì cái tiêu đề thì các cái chữ đậm nghiêng có thể là trên này thì đổi một chữ các kiểu. Đây là phần căn. Thông thường chỗ này là tiêu đề mình sẽ căn trước và có chữ nó sẽ to. Còn các nội dung đoạn văn bên trong ấy thì mình sẽ căn đều hai bên chứ không để căn lề trái nữa, căn đều hai bên. Đây sẽ là cái phần để cách giữa các đoạn, giữa các dòng này. Đây. Chỗ này đấy, chỗ này mình đổi màu của từng cụm chữ một này. Hoặc là đóng khung một ô chữ. Ngoài ra thì tiếp theo mình sang phần mục insert để tìm hiểu nhé. À, ngoài ra chỗ này mình có thể vào phần phim để tìm kiếm các cái từ khóa mình muốn sửa chẳng hạn, hoặc là mình vào phần replace, ví dụ như mình muốn sửa một từ gì đó rồi phải, ví dụ như mình muốn thay chữ a, tất cả chữ a bằng chữ cái khác chẳng hạn, như là thay bằng chữ A đi, thay bằng chữ E chẳng hạn, mình chọn replace này. Đấy, nó sẽ tự thay này. Đấy, đúng không? Thay chữ A bằng chữ E. Đấy. Cái này dùng để sửa chữa các cái lỗi mình mà nhập chẳng hạn. Ctrl Z quay lại. Rồi bây giờ sang phần insert nhé. Insert này thì chắc mọi người cũng cái phần đầu tiên là phần collect bubble. Ví dụ như là mình có hai đoạn này đi. Mình muốn hai cái trang này nó tách nhau tương biệt đi. Thì mình bấm vào cái đoạn sau này. Mình collect bubble nó sẽ tự đẩy xuống trang dưới. Khi mà mình gõ trang trên xuống bao nhiêu dòng hay thêm bao nhiêu chữ vào thì đoạn trang dưới nó sẽ không bị nhảy dòng, nó không đẩy xuống. Nhưng mà trừ khi mà mình xuống dòng mãi ấy, thì nó cũng sẽ bị đẩy. Này, nó không bị đẩy nhá, xuống đến đây không bị đẩy nhá. Trừ khi mình sang trang mới là nó sẽ tự đẩy luôn sang trang mới luôn. Cách một trang. Cách một trang bởi vì nó cái phần trang mình collect ấy nó sẽ không liên quan gì đến cái phần trang trước nó nữa, cho nên là nó sẽ rất tiện cho mình trình bày phần chương mục, ví dụ như là chương 1, chương 2 nó liền nhau ấy. Đấy thì mình collect bubble ngắt chương 2 đi, ngắt chương 2 xuống thì chương 1 mình có sửa chương 1 ấy thì chương 2 cũng không bị để dòng xuống mà nó sẽ đẩy nguyên trang thôi, nhưng sẽ tiện cho việc mình chỉnh sửa.
phần kẻ bảng. Ở đây thì mình có thể kẻ các cái bảng giống như trong Excel thôi, nhưng mà nó không chèn thông tin trong Excel đâu. Mình có thể chèn một cái bảng lớn hơn thì vào draw table này. Để tí cho lên nào. Insert table quên mất. Ôi mình có số hàng của code nhiều nhiều cũng được. 12 15 vì gì đấy. Chèn vào xong. Cái này chỉ đánh được chữ vào thường không? Không đánh công thức cả. Không đánh được công thức. Đánh được công thức nhưng mà nó không tính được. Không tính được, đúng rồi. Chứ Excel tính được còn đây không tính được. Bây giờ căn chỉnh các kiểu. Ở cái bảng này thì mình có thể vào đây này, ghép các ô với nhau này, hoặc insert chèn hàng chỉnh cột này. Ví dụ cái chỗ này mình có thể bị xây dịch cái cột nó không đều nhau ấy, thì mình có thể bết hàng, chọn các hàng các cột này, chuột phải này, và chọn cái này là căn đều. Cũng có thể chọn cái quét các hàng với nhau ấy, và mình chuột phải, mình chọn căn giữa các hàng nhau. Nhưng mà thông thường là đều đúng không? Căn đều nhau các hàng chọn. Ngoài ra khi gõ văn bản vào trong bảng ấy, thì ở đây Excel vào cái phần này thì chỗ này là mình sẽ căn văn bản theo theo các cái góc trong ô này. Đấy, y hệt như đây. Vào phần auto fit thì nó sẽ tự động fit theo cái bảng này, nó sẽ fit theo cái tỷ lệ của trang cấy. À, còn một phần trình bày bảng nữa, mình có thể trình bày một số kiểu nữa cho bảng thêm sinh động, đây thêm màu sắc. À, và đây thì có rất nhiều kiểu của trình bày bảng đẹp. Mình có thể đủ chỉnh sửa các cái này, hoặc là có thể bỏ về tùy tùy cái câu chỉnh sửa mình. Có thể vào đây chỉnh sửa các cái nét bảng cho nó đẹp hơn này, cho nét đậm hơn lên. Làm thế nào để chỉnh đậm đậm tất cả các ngăn đậm tất cả các bạn. Thế thì vào phần border này, border size này, thì mình chọn cái kiểu này, ok này. À, mình ở đây mình chọn các kiểu nét này, kiểu đậm này, thì tất cả sẽ đậm lên hết. Mình vào border size thì mình sẽ chỉnh tất cả các thứ, chọn kiểu này, nét này chẳng hạn. Đấy. Các bạn cứ chịu khó mò mò mẫm một tí thì nó cũng ra hết. Phần layout này mình chỉnh sửa các cái thêm hàng, thêm cột, ghép ô là chỉnh sửa cái kiểu tinh tạo văn bản như là xoay nọ xoay kia. Ví dụ như có này thì mình có thể xoay chữ này. Đấy. Trong cái này là trong một lần layout. Vào mình có bảng vào bấm nó thì nó sẽ vào table tool này. Thì ở đây có hai phần design và layout đấy. Phần vào phần layout. Chèn ảnh. Chèn ảnh thì mình có thể chèn bình thường luôn. Ảnh mình chèn kiểu này thì thường là nó khó di chuyển. Nó chỉ ăn theo dòng của mình đang chứa văn bản thôi đấy. Mình không thể bấm di chuyển đi được khác. Được. Thế chèn ông dấu nữa. Cách vào đầu nó có nhảy vào dưới không? Có. Ông đặt dấu cách rồi này. Sang dấu cách nó hiện lấp lánh đây này. Chỉnh được ít nhưng mà nó không cơ động, ông chỉ không được lên là chèn dấu cách trên.
mình có thể đẩy đẩy thì nó sẽ ăn vào văn bản nhưng mà nó không được cơ động được như là bình thường. Thì ở đây có một kiểu khác thì mình có thể vào textbook này, mình chèn cái textbook vào. Trong cái textbook này thì mình đưa ảnh vào. Đây nó sẽ tự fit theo kiểu khung textbook của mình ấy, chứ mình Đây không là cần cái dòng phải textbook này co nó giãn thích nữa. gì đâu nó Vừa đây đấy. textbook của mình có thể co giãn cho phù hợp với cái ảnh mà mình cần đưa vào ấy. Rồi sau đó chèn ảnh vào thì nó sẽ tự fit trước chứ không cái việc to như lúc mình vừa chèn hình này vào nữa. Đấy. Thế như 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 cái đề người ta cho có một cái hình ảnh ấy, thì mình có cái hình ảnh ở bên đấy sang đây được không? Không, đề của nó là đề dạng ảnh rồi. Đề thi là đề dạng ảnh. Ảnh chụp ấy. Ảnh chụp. Thế là Thế ví dụ mình mà có hình ảnh thì mình lấy hình ở đâu mình chèn vào? lấy hình đại trong máy tính thôi. Lấy, Như tức là lấy một hình khác cũng được đúng không? như vậy tôi chèn này, vào insert này thì vào picture này. Thì trong máy tính thì lúc nào cũng có khung picture của Windows này. Nhưng vào đây mình chèn 8 cái này thôi. Chắc chẳng có một chỗ nào để chèn hình nữa. Lấy lại thôi. Mình có thể bỏ cái phần border của cái này đi. Format này. Sharp outline này, chọn no outline này. Đấy. Mất 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 cái khung bên ngoài của Border. cái textbook rồi. Đấy. Như thế thì vứt vào cái đường văn bản sẽ tốt hơn. Cả đi nó sẽ dễ dàng hơn đấy. Ví dụ cái hình này, ví dụ mình cũng có thể chỉnh sửa cho cái hình này nó vào giữa cái phần văn bản được ấy. Thì mình chuột phải này, chọn crop test này. Ở đây có các kiểu là inline with test này, nó sẽ nằm trên dòng này. Chữ sẽ bao quanh này. Đấy, bấm vào đây chữ sẽ bao quanh nó này. Mình đẩy đi đâu ấy, thì chữ nó sẽ cũng sẽ bao quanh theo cái ảnh thôi. Hoặc là kiểu này thì chắc cũng tương tự như cái kiểu square đấy. Cái nào nó đè chứ. Có cái kiểu thừa rau và đè chữ này, chữ sẽ đè lên kiểu tô en bót là ảnh sẽ nằm giữa thôi, không có chữ xung quanh, chỉ có chữ trên và dưới. Trên Đi hai tết tết hay chữ hình nó sẽ nằm nằm dưới chữ. Behind text hình nằm dưới chữ nhá. In này. chữ màu Cái này vàng dưới hình nằm trên chữ này. Cái hình nằm trên chữ này. Cái này về chữ nhá. Còn cái này là trên chữ này. Thông thường thì mình để cái square thôi. Chữ nó bao quanh. Chữ lớn, chữ cái lớn đầu dòng, chữ cái lớn đầu dòng ấy, ví dụ mình chữ A này, mình vào drop cap này, mình chọn có hai kiểu này, kiểu này là chữ nó sẽ các cái dòng sau thì nó sẽ ăn theo như bình thường, còn cái này là đẩy tất cả các dòng lại, thường thường kiểu này, chữ này mình có thể thay đổi kích thước nhá, có thể thay đổi này, thay đổi được cả phông luôn đúng thay đổi hết. To ra cũng được. Cứ làm thế thôi. Thay đổi phông thì nó thế nào? Ở đây trong người À, cũng bôi đen chọn bình thường. tiếp thể đối với phông thì có nhiều phông ở đây. Mình viết hoa hay là gì, nhiều phông kiểu phông ABC mình viết hoa ấy. Hay làm ví thì thỉnh thoảng một số từ nó cũng sẽ bị lỗi phông. Mà một số phông thì nó mình có thể gõ là bình thường. Tùy thôi, bởi vì nó không viết hóa hết được phông mà. Tiếp tục cái phần insert này nhé.
tôi tin là Facebook nữa. Làm mờ làm ẩn online rồi online, tức là cái đường bên ngoài Facebook ấy, bây giờ khó tìm một cái Facebook để mình bấm lại nữa. Tiếp tục là bây giờ phần sáp này, sáp này rất là hay ho. Chỗ này mình có thể là vẽ tất cả các cái hình linh tinh vào, ví dụ như là hình này đi, mình sẽ vẽ ra đây chẳng hạn. Ở đây mình chọn non, tức là không có màu, không màu nền này, hoặc là bạn chọn các kiểu màu nền khác nhau, hình kiểu khác nhau này. Cái này là đổ màu bên trong này, này là vẽ bên ngoài, cái nét viền bên ngoài của nó này. Còn này kiểu kiểu ví dụ như chọn kiểu này là góc nhìn, những góc nhìn đẹp hơn. Chọn lại cái này đi. Rồi sau đó mình chuột phải này, mình có thể chèn text vào. Thông thường thì làm trên bao boy hơn, nhưng mà có thể làm trên Word được, để xin mời các cái ý văn bản mình có một số kiểu, như ví dụ như là đây là kiểu ấy thôi, đây là kiểu trình bày theo theo ý thôi. À, có thể cái này kiểu trình bày theo quá trình process này, quá trình phát triển của nó này, đi lên đấy, hay là tiến trình đi lên đi xuống của nó. Cái này là vòng kết nối này, các thứ liên quan với nhau này, hay là cái phân nhánh, là thì các mối quan hệ với nhau, kiểu ma trận hay là kiểu tháp này. Nếu khi nào trong đề là có những cái này có mình trình bày hết thôi, chắc là có đấy, thằng nào số đen vào mình trình bày hết cũng giản mà, cứ ở đây chọn cực kỳ nhiều kiểu luôn. Mình có thể chỉnh sửa các cái này như bình thường thôi. Ví dụ như là bây giờ là muốn bấm vào đây nhá, bây giờ mình muốn ép thêm cái dòng nữa ấy. Thì mình vào add footer, đây là xuống xuống cái dòng con này, không thì mình vào add ra này, thêm một dòng mới này, add ra thêm một dòng mới, có thể xuống các dòng con nữa, nhưng mà trình bày dòng con thì nó sẽ trình bày xấu, hoặc là đẩy xuống thành dòng con này đấy, thấy chưa, đẩy cái này xuống thành dòng con này, hoặc đổi thành dòng lớn này, promo này đấy, hoặc là đẩy cái này lên trên này, đẩy xuống dưới, đẩy lên trên, đẩy xuống dưới. Có rất nhiều kiểu trình bày khác nhau ở đây. Hay rồi. Đấy, kiểu này, mỗi cái mình đổi thành màu. Về format thì các cái trình bày nó cũng tương tự như các cái kiểu trước thôi, rất nhiều kiểu khác nhau ở đây. Tiếp tục thì chỗ này mình chèn biểu đồ này, cũng có thể có phần chỉnh biểu đồ đấy. Biểu đồ này thông thường nó sẽ cho một cái bản Excel và mình phải nhập, ví dụ mình tạo kiểu đơn thuần này thôi nhé. Cho mình một cái bảng,
bảng biểu đồ này nó sẽ ăn theo cái bảng trên Excel. Đây, ở đây ví dụ bảng trên Excel này thì mình có thể sửa gì đấy, tên chắc là thông thường là nó sẽ theo đề, nó sẽ bắt mình tạo bảng Excel thôi. Thế là đang vuốt rồi nhỉ, Excel chắc cũng chỉ cơ bản thôi, chắc không khó đâu. Kiểu này chắc là chèm biểu đồ vớ vẩn thôi mà, vì không yêu cầu phải ông phải chỉnh sửa đâu. Chắc cái này thay biết đây là thay đổi tên ở dưới chân cột đấy. Ừ. Hoặc là chỗ này thay đổi cái phần này. Đồ số chắc là thay đổi cái độ cao của nó đúng không? Ông thay đổi kích thước của nó. Như là lên 5 đi. Thì cột này sẽ lên 5 này. Đấy, được chưa? Lên 5 thêm cho nó liên quan đến nhau. Cái phần biểu đồ ấy thì nó sẽ liên quan, ông hiểu không? Phần biểu đồ thì liên quan đến biểu đồ thôi, mỗi thế rồi. Mỗi biểu đồ thôi. Ở đây mình chỉnh sửa các kiểu khác nhau nhưng mà chắc là thử không đến mức khó chịu đâu. Yêu cầu của đấy chắc không khó đâu. Mình có select, để chỉnh sửa cái này thì mình vào Big Data này. Big Data trên này nó sẽ chọn phần này dùng để là chọn các cái trường mình muốn add vào. Edit này, mình bấm vào đây mình sẽ chọn các cái trường mà mình muốn quét vào. Ví dụ trường này nó chưa có giá trị gì. Bây giờ mình thêm một trường mới ở đây. Đấy, nó sẽ tự thêm mình luôn, mình thêm một trường mới sẽ tự thêm mình luôn, thêm hình luôn đúng không? Ừ. Như là đấy, tự thêm luôn nhá, không cần phải cả hàng cơ này, không cần phải làm thao tác gì đúng không? Chả cần đâu, mình chỉ cứ bấm vào dòng là được đúng không? Đúng rồi, bấm vào mình cứ như thế này thì đơn giản rồi, mình không phải mình chỉ cần vào đây mình tạo một cái biểu đồ bất kỳ, rồi sau đó thì mình vào Excel ấy, nó sẽ tự thêm cho mình luôn. Cái này chắc biểu đồ lớn 10 của năm nhỉ. Chắc cũng không như này đâu. Như thế thì cũng sẽ đơn giản hơn là đổi màu cái cột ở đâu. Được. Thế vào đây đổi này. À tức là nó theo một cái khuôn sẵn chứ không theo ý mình đúng không? Có thể theo ý mình được. Vào cái này theo khuôn sẵn này, nhưng mà thông thường khuôn sẵn này nó sẽ chỉnh với các cột, nó bảng màu nó quan trọng là những cột lẫn nhau ấy, từng là màu thì giống nhau, cột từng màu giống nhau nhưng mà cái phần mà các cái cột này này màu nó sẽ là nó giữa năm cái cột liền nhau thì màu sẽ tương phản nhau ấy, để làm được cái cột với nhau lên. Chứ bây giờ mình chọn mình chọn các màu sai lầm ấy, các màu là nó màu ví dụ đã màu đỏ rồi còn màu nâu như thế thì thường không phân biệt được cột đấy. Cho nên là ở đây tốt nhất mình cứ làm theo cái nó cho sẵn thì cột này là giỏi nhất, tương phản nhau. Cái này nó có tính năng thông minh rồi. Đấy, cột này là giỏi nhất. Đây chỗ này screen chụp ảnh màn hình, chụp ảnh màn hình này. Đấy, nó là chụp ảnh màn hình của chương trình. Nó yêu cầu mình chọn nào đây. Màn hình của phần đầu tiên mình đang làm. Thế chụp ảnh màn hình của cái đang hiện này. Đang hiện thì không chụp được nó chỉ chụp được các cái này. Ví dụ chỗ này mình đang bật đi, nó chụp ảnh màn hình. Ví dụ chỗ này bây giờ mình chụp ảnh màn hình ấy, nó lại được của cái mình đang làm. Đấy, thấy chưa? Nó không tự cắn vào răng rồi. Kiểu thế. Không tự cắn lại được. Vào đây thì chụp ảnh đúng không? Là soát hàng này. Đấy. Cái hyperlink này thì là dùng để chèn cái siêu liên kết. Ví dụ như là đoạn chữ này đi, bấm vào đây này. Rồi bây giờ là mình chọn cái phần liên kết với nó.
cái chèn trong này không? Chèn chèn linh này giữ phim. Đây nhá. Mình đúng quét này, brand. Mình vào hai link này. Mình chọn chương trình. Ví dụ như là cái y mà nghe đi. Ok. Bây giờ bấm này. Với hiện lên cái y mà nghe. Cái bức ảnh. Cái này mở trên nền web. Mark này rồi phải đánh dấu trang này. Thế chắc không cần. À một phần nữa là header và footer này. Header có nghĩa là trình bày cái tiêu đề. Ở đây có rất nhiều kiểu này. Chọn thông thường mình chọn cái kiểu đặt cái tiêu đề trên này. Và mình chọn một cái tiêu đề dưới cũng tương xứng với tiêu đề trên ấy để cho nó nhìn nó đẹp văn bản ấy. Trang trên phần tiêu đề trên và phần tiêu đề dưới cùng một kiểu nhìn sẽ đẹp hơn. Tiện thể chỗ này nó cũng sẽ đánh dấu trang luôn cho mình này. Đấy. Ví dụ chỗ này thì là cùng một liệu chất chẳng hạn. Toolbar thì tính toolbar. Xóa chỗ này đi nhá, xóa ba người nhá thì đoạn sau cũng xóa theo này. Đấy. Đi hết nhau luôn, ăn theo nhau luôn. Thế nên là vào header and footer. Header footer. Rồi đánh dấu trang thì mình đã chọn footer có phần đánh dấu trang rồi ấy. Mình không cần vào ba người năm người đánh dấu trang nữa. Header footer. Còn về cốt ad này. Quát 2010 thì thông thường nó ít kiểu đẹp như kiểu hoa văn mỏng mẻ như kiểu 2003, nó sẽ không có kiểu như là có một cái đề nó mỏng mẻ lắm. Tôi mở hình chiếu à? Có hình chiếu mà nó không ăn ra ấy. Ví dụ mình thử làm nhá. Mình chọn đại một cái đi. Nó không ấy đâu. Viết chữ thảm họa đi cho nó giống. Đặt ở giữa này. Thì có cái text effect này. Chọn kiểu đồ bóng nhá. Đây có chỉ có các kiểu đồ bóng kiểu này thôi này. Nó bị hạn chế nhiều lắm. Nhiều kiểu khác. Nói chung là ở đây nó bị hạn chế khá là nhiều. Đấy, đồ bóng ông rõ ràng là mình không được như cái này đúng không? Nó tương tự là được đúng không? Nhưng mà cái đề này là trên 2003 rồi, trên phiên bản 2003 cho nên là cái phần WordArt nó khác. Nhưng mà lúc đi thi thì nó là WordArt 2010. Cái hết rồi. Ở trường cái của này người. Đấy, mình bảo thích effect mình chỉ sửa các kiểu như chỗ này làm chữ vòng này. Đấy. Xoay tròn. Chỗ cái là chữ nhỏ giữa to là hai bên. Đấy, kiểu nhiều lắm. Tùy. Cái này chỉnh sửa thì cũng vâng, chỉnh sửa thì nó cũng có đủ máu hay gì đấy. Đoạn này thì mình chèn được vào 2 điểm làm sao. Rất nhiều lắm.
chèn công thức này, giờ chèn công thức nhá, bấm vào đây này, nó cho cái này, thì mình cứ vào đây mình gõ công thức thôi, ví dụ như là gõ đại đi, vào đây bấm này, đâu rồi, đây đây, không như đầu tiên ở đâu mà cái này, insert chèn công thức này, đấy, ví dụ như là mình gõ, mình bấm vào đây này, chọn kiểu này, rồi thì chỗ này mình là x này. Đúng rồi, đúng rồi, không có rất là lâu rồi. Cái gì này, bấm bấm sang sườn sườn này, cho ấy, cho phần trình bày tiếp này bằng này. Rồi bấm vào đây là e bình đi. Ví dụ e bình thì ấn căn cho xi bằng là viết lên trên mà ấn e. Nhưng mà bên trong cái trình bày công thức này mình không dùng cái đấy, mình bấm tông để dùng bắt dùng cái trên này để bấm chỉ vào trên dưới này. Thì trên dưới thì ông ấn căn cho xi bằng là trên mà không có căn cho bằng là ống ấn thử được à? Có chưa thử bao giờ? Ấn ra ngoài đi. Ra ngoài thì được. Hả? Nhưng ra ngoài thì được, nhưng cái trong công thức lại không được, ông hiểu không? Đây đúng không? Thì ví dụ e đúng không? Không được, thấy đúng không? Đúng không? Trong này trong công thức lại không được. Ừ. Nó chỉ ăn ở bên ngoài công thức thôi. Mà chỗ này thì mình có đen chỗ này mình có thể đổi sang kiểu có hai chỉ số chẳng hạn đấy. E2, E1 bình phương chẳng hạn đấy. Rồi vào đây thì viết như này thì lâu lắm. Chèn tích phân chẳng hạn. Nói chung nhiều lắm. Những chỗ phân bên này thì có kiểu nó vô cùng cộng trừ căn này, 3 4 này. Rồi vào các cái vào này mất mẹ đấy, mấy phút 10 phút. Đúng rồi, lâu lắm. Vào này có thể chèn các tự Hy Lạp, alpha, beta, gamma, delta gì đó nhiều lắm. Vào insert có thể mình chèn thêm một số các ký đặc biệt khác ngoài ngoài đấy. Bây giờ symbol này ngoài các cái cơ bản mình dùng ra thì vào mod này chỗ này mình chèn tất cả cái kiểu ký tự linh tinh rồi cùng vào yêu cầu coi như là không bao giờ cũng có nhiều cái này có nhiều. À, ví dụ còn một số một đồng ký tự đặc biệt nữa thì mình phải vào cái này mình tìm winding này, nhớ là chọn winding nhé. Winding của winding ở đây nó rất là nhiều ký tự đặc biệt thôi, mình phải chèn vào ví dụ chèn máy tính thì nó không được cắm USB đúng không? Không, không mang gì vào. Có máy quay mà. Nhưng mà ví dụ có mang vào cắm mà nó không nhận đúng không? Không biết. Nhưng chắc gì được mang vào cắm thì đi lượng suốt ngày mà. Chèn mấy cái thứ này vào để trình bày cho đẹp ấy. Thông thường mấy trang bìa nó thường hay có mấy cái hình cầu kiểu này này. Phần như xuất chắc hết rồi. Không có ở đây đúng không? Có lẽ ở đây. Ừ, rồi đây. Tiếp tục cái phần 3 vừa nhá. Cái phần này chủ yếu về phần trình bày văn bản thôi. Trình bày trang in ý. Cái này là người căn chỉnh lề này, người Norman này. Nó có thể narrow, có nghĩa là cái phần lề nó sẽ ngắn lại một chút. Nó về quýt này, phần lề căn vào rất là nhiều. Thông thường mình toàn để Norman thôi. Nhưng mà cái này là để theo inch. Mình phải vào tuần này. Mình đổi sang cm. Nhưng mình, cái này phải đổi trong hệ thống thôi. Cái này phải đổi trong hệ thống thôi. Tự đổi ra. Thôi mình cứ để inch cũng được. Một inch bằng 2,4 cm à? 2,54. Mỗi bằng 2,54. Cái này là trang ngang trang dọc này và chỉ cỡ giấy này mình để cỡ A4 à còn phần column nhá, column ảnh quay phết à, ví dụ ở đây là nó yêu cầu là nó yêu cầu là
vào phần column nhé. Chú mình chọn hai cột này sẽ ra hai cột mình. Column ừ. Chọn hai cột để ra hai cột, chọn ba cột ra ba cột này. Nhưng mà còn còn một kiểu nữa là vào đây này, more column này. Cái kiểu này mình không thể thay đổi được kích thước của cái cột đâu, không hiểu không? Cái kiểu mình lại không thay đổi kích thước được của cái cột. Trên là mình có thể và phần more column này. Chỗ này mình có một số cái yêu cầu về dòng cả cái đường kẻ giữa cái dòng ấy. Line between này. Ok. Đấy, nó có đường kẻ luôn này, đường kẻ giữa hai cột. Rồi từ sáng rồi lên đi. Đấy, tôi có thể là để thay đổi được tụ tự động giữa cột nha, mình bỏ cái equa column bit này, bỏ đi. Ok, bây giờ giữa các cột này, chỗ này thay đổi này. Đấy, có chỗ anh nghề kéo giãn ra. Đấy, không kéo lại được. Đâu mà ấn vào đây nữa, mũi tên không vào cái mũi tên này cơ. Chắc con chuột bị điên rồi. Cái project này thì nó cũng tương tự như phần insert của chỗ project bubble project này, đúng tương tự thôi. Đây mình vào đây vào next bubble. Line number thành số từng dòng một thì chắc không cần thiết đâu. Đây trên Google Maps thì mình có thể chạy hình trên chữ mà cái chữ chìm đấy, có chữ chìm đấy, thay đổi là chữ chìm không? Được. Cuối tuần này. Text này. Em phải lên. Ok. Hello. Đã thay đổi từ chim. Trang nào cũng khó luôn. Còn một cái nữa chắc không hỏi đâu. Nhưng mà mình vẫn chưa mày vào thôi. Đây là cái này là cái gì thì mình mục lục ví dụ như là cái chỗ người table content này sẽ chèn mục lục cho mình như kiểu mục lục. Nhưng mà cái này nó thường theo cái phần heading thì lại quay lại cái phần home này. Đây. Chỗ này mình để là heading 1 đi. Đấy. Sẽ đánh dấu ở đây này. Còn cái dòng này mình để là heading 2 đi. Còn chỗ này mình để là heading 1 đi. Đấy. Bây giờ nha, mình thử tạo cái mục lục nhá. Cho xuống dòng. Vào dependency này, thêm một content này, mục lục này. Đấy. Đầu ra này. Đầu tiên là cái heading 1 nó sẽ ăn theo này, heading 2 là thu phạm. Heading 1 của trang 2 này. Đấy. Đấy, như thế này. Mình cũng phải vào từ cái heading 1 mình sửa. Rồi vào đây, vào đây này. Chọn heading 1 nhé. Vào modify này. Ở đây mình sửa cỡ chữ các kiểu linh tinh. Về
cơ bản là phần trình bày Word đến đây là hết nhá. Vãi rồi.